Từ trước đến nay chúng ta thường nghĩ trí tuệ nhân tạo AI sẽ thay thế các công việc đơn giản, không phải là những công việc mang tính sáng tạo và trí tuệ như là đồ họa, nhiếp ảnh hay lập trình. Thế nhưng thực tế lại đang rất khác. Sau sự nổi lên của ChatGPT, sự chính xác của công cụ AI, người lao động thuộc nhiều ngành nghề khác nhau sẽ thực sự bị đe dọa nếu họ không cải thiện mình để tốt hơn so với AI. Trong số đó có cả những ngành nghề tưởng chừng như là không thể thay thế như là lập trình viên phần mềm. Báo cáo của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho thấy 300 triệu việc làm có thể sẽ bị thay thế bởi AI trong thời gian tới, đặc biệt là những ngành phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công hoặc các công việc thường ngày. Đây cũng là nhận định của ông Nguyễn Huy Dũng, giám đốc sản xuất Gameloft, một công ty sản xuất và phát hành game điện tử tại Việt Nam, đưa ra tại sự kiện với chủ đề Thao túng AI làm chủ tương lai vừa diễn ra tại Hà Nội. Ông Nguyễn Huy Dũng lấy dẫn chứng là GitHub Copilot, công cụ AI hỗ trợ lập trình viên bằng cách tự động hoàn thành mã code. Với công cụ này, các lập trình viên có thể hoàn thành công việc của mình chỉ trong vòng một nửa thời gian so với trước kia. Điều đó đồng nghĩa rằng những công việc trước kia cần đến 10 lập trình viên thì bây giờ chỉ cần có 5 người, thậm chí là 2 nếu đó là người giỏi. Nếu hiện tại mình vẫn đang đơn thuần là dùng lời giải của người khác và mình chỉ dịch nó sang ngôn ngữ cho máy hiểu thôi, mình chỉ thành thạo về ngôn ngữ thôi, thì AI sẽ thay thế các bạn ở cái phần việc đó. Còn nếu như các bạn đẩy bản thân lên để thực sự thành thạo cả về mặt tư duy, cả về giải quyết vấn đề và luôn luôn học về AI, học về ngôn ngữ mới và tiếp cận với cả AI, sử dụng nó, tận dụng nó, thì các bạn sẽ duy trì được cái lợi thế cạnh tranh của mình trong thị trường lao động. Theo báo cáo mới nhất về thị trường IT của Topdesk, từ năm 2023 đến năm 2025, Việt Nam sẽ vẫn thiếu hụt từ 150.000 đến 200.000 lập trình viên, kỹ sư mỗi năm. Tuy nhiên, trong số hơn 57.000 sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp mỗi năm, chỉ có khoảng 30% lực lượng nhân sự đáp ứng được những kỹ năng và chuyên môn yêu cầu thực tế mà doanh nghiệp đặt ra. Thực tế cho thấy, lập trình chỉ là một trong những kỹ năng cần có của một người lập trình viên. Bên cạnh lập trình, có hai kỹ năng không thể thiếu với các lập trình viên, đó là tiếng Anh và kỹ năng mềm. Với cái tư duy logic thì AI không thể thay thế được chúng ta. Do vậy, các lập trình viên cần phải luyện về cấu trúc dữ liệu giải thuật. Đấy là cái phát triển tư duy rõ nhất trong lập trình. Một cái điểm nữa đấy là các lập trình viên cần phải trang bị cho mình cái tư duy sáng tạo. Ví dụ như là hàng ngày chúng ta quan sát và chúng ta nghĩ ra được những cái ý tưởng về sản phẩm mới, hệ thống mới hoặc là những tính năng mới hữu ích cho người dùng. Cái này AI không thể làm được. Thì đó là những điểm mà vô cùng quan trọng với một lập trình viên nếu như muốn không muốn AI thay thế mình.